bây giờ anh đi vô một đây sanh nhập hiệp đó là sanh nhập hiệp tiền ra miền sông kia sanh nhập hiệp lợi chết ai bị chia bờ rạn nữa cái đó bận tỏ bị nhận tin đầm đấy miền là nam nhân nhân đặt cái này nên bận dừng chặt tóc ở sanh nhập hiệp tại trong quốc Campuchia dương bây giờ người bị nứt mơ mình toàn miền này sanh nhập hiệp ở bên lên này lại thì này. Còn tại mình lưu xâm lê nhờ cọc kháu bằng tay việc bằng lưu xâm lê sài dung rồi bỏ bạc chìa bỏ rọt tới quên và ạc miên xâm lê cọc kháu thế tại bạc chìa bỏ rọt xâm lê bạc chìa bỏ rọt sài dung tiêm tiê dự định thoa tiêm tiê đầy thli tiêm tiê sức cả nghĩa tiềm tiề chi và phiền luôn nơi anh ấn dừng chặt tóc thà vì mình toàn miền là sanh phiền ở bình lĩnh tề.